Ok, xin chào thì mọi người trở lại kênh của mình nhé. Nói chung là tối nay trong cái đêm này khó ngủ quá, mình quyết định là đi xử lý một số cái tác chiến mới nhỉ. Nói chung bây giờ quay trở lại trong game thì bạn để ý như sau. Ví dụ giờ cho quay trong game và trong tác chiến bạn thấy như sau. Ở trong tác chiến hiện tại bây giờ nó ở chỗ bên chỗ là chỗ xu hướng, thì bạn thấy bây giờ nó ra thêm cái phần thứ năm nhé, ra thêm phần thứ năm của vấn đề về đánh 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 tác chiến rồi, ở chỗ map xu hướng thêm cái map thứ năm rồi. Thế ra nói chung map này chưa đi tí gì cả. Nếu chung là một số bạn có nhu cầu hỏi đánh cái này thế nào, thì ra chung hôm nay tiện trong quá trình mình đi thử cái này mình sẽ đi hoàn thành luôn cho người xem nhé. Thì đằng nào đêm nay chắc cũng thức thì mình sẽ quay luôn cho người xem và sẽ phát một người trong cái rằng tầm tối ngày mai đúng nhỉ. Nói chung là dùng để trước khi vào video này đừng quên là like đăng ký kênh của cho mình nhé, và ta sẽ cùng nhau đi chinh phục cái map thứ năm này nhé. Thì đầu tiên cái lần lừa đánh từ map dễ đến map khó nhỉ. Đầu tiên là map đầu tiên, chỗ đầu tiên đây chỉ là cái để đoạn hội thoại thôi, thì mình sẽ skip qua cái này nhé, cái này nó sẽ mất thời gian khá nhiều, sẽ bỏ qua nhé. Bạn nào có nhu cầu thì vào trong game đọc nhé. Nói chung phát đầu tiên ăn được 50 kim cương rất là ngon nhé. Chả là cái quái gì cả vẫn được 50 kim cương nhỉ. Đây phát này bắt đầu đánh này. Ở đây sẽ yêu cầu mình đánh ở đây là tiêu diệt kẻ địch mà không rút lui này, 4 đòn tấn công phủ đầu này và chiến thắng trận chiến đúng nhỉ. Ok nhé. Nói chung là tấn công phủ đầu dễ thôi, tiêu diệt kẻ địch không rút lui. Ok, và chiến đấu nhé. Bỏ qua cái đoạn thoại nhé. Thực ra đoạn thoại cũng hay phết, quan trọng là xem hết rất lâu luôn. Đầu tiên cái ô này cho tàu tấn công xuống đi nhỉ. Đây ô này cho tàu tấn công xuống. Thế rồi mấy cái ô hỗ trợ, nói chung là tấn công kẻ địch không rút lui à. Đánh chéo chéo kiểu gì cũng chéo thôi, nói chung là cho một cái tàu chéo bên này. Một cái tàu ở bên này đi. Ở đây cho phép mình dùng, ở đây là ba tàu của mình và một tàu hỗ trợ, thì chắc lấy luôn tàu hỗ trợ cho đỡ phí nhỉ. Nó cho phép dùng tàu hỗ trợ cứ dùng đi đỡ phí. Đây xem con tàu nào không. Đây có một số cái tàu, nói chung lấy bừa tàu nào đó đi, cũng chẳng quan tâm là tàu gì đâu. Lấy bừa cho có rồi và tiến hành tác chiến nhá. Nói chung là tiêu diệt kẻ địch mà không rút lui, và cái này là tấn công 4 đoạn tấn công phủ đầu. Thì đầu tiên cái phủ đầu phát chéo đi nhỉ. Cứ chéo phát phủ đầu đã. Không biết map bây giờ có mạnh hơn không, mình đang để cái đội hình cái team mình đánh từ cái đợt trước update ấy. Nói chung cái team mình lâu rồi mình chưa sửa lắm. Vẫn là cái team lính thiết giáp của mình. Nói chung mình nghĩ là chắc là map không quá mạnh đâu, vấn đề chủ yếu là khi bạn xây dựng, mình nghĩ là bạn chơi tầm một tuần là bạn sẽ xây được đội hình ấy đủ sức để đi được cái trong cái chỗ tác chiến xu hướng này, mình chắc chắc không vấn đề đâu. Còn nếu không may thua phải luyện thêm tướng, nhưng hiện tại mình nghĩ chắc chưa cần thiết đâu. Nói chung là để tiêu diệt kẻ địch không rút lui thì điều đầu tiên phải khẳng định một điều, phải đánh phát nào thắng phát đó nhé. Đánh không may thua là mất đấy. Nên chỉ sợ không may cái team ở đó nó yếu quá nó bị thua thôi, còn nếu không thua thì chả sao. Trong trường hợp này không biết nên di chuyển tiếp thuyền nào nhỉ. Cho thuyền này đánh cái bên này chắc là hợp lý hơn nhỉ. Nó khá là sát. Đánh luôn cái này đi. Thường hai cái thuyền đầu tiên là hai thuyền mạnh nhất của mình, hai thuyền mình build đầu tiên. À, thuyền này như mình vứt bớt một số tướng ra để luyện cấp rồi, mình đã vứt bớt khá nhiều tướng ra, chỉ giữ lại con hai con SR chính của mình là con Oka với lại con Chifuyu thôi, còn mấy con kia vứt cả luyện cấp thì ra nói chung bạn thấy mấy con phía sau nó khá là yếu. Thế thì nó yếu nhưng vừa được ngược lại nó đông ấy. Nó yếu mà nó đông thì nói chung vẫn có thể đánh thắng được, ở đây đánh thắng khá là nhanh. Tại mình thì thực ra đánh cái này mà chỉ cần một hai tướng khỏe khỏe nó sẽ cân cả team mà. Nói chung không thiết phải chơi đủ tất cả 8 tướng mạnh đâu. Chỉ có thể cho hai tướng mạnh để kéo theo một đống tướng yếu ấy, để mình lên cấp cho nhanh cũng được. Như vậy xong hai thuyền đầu tiên rồi nhá. Tiếp tục đến những cái thuyền tiếp theo xem nào. Thuyền này đi hình chữ thập nhỉ, hình này hình chữ thập. Ở đây mình sẽ thua khi cái khu màu xanh mình sẽ đánh bại. Như vậy thì bảo vệ khu màu xanh nhỉ. Để đảm bảo vấn đề bảo vệ khu danh ở đây, những con này cũng còn tĩnh nó không di chuyển nhỉ. Như vậy không vấn đề, có hai con động mình đã xử lý xong rồi. Và như vậy mấy con tĩnh thì vấn đề chỉ là thời gian thôi. Và như vậy xem là mình có thể mình sẽ ở đây mình không bị khống chế số lượt nhỉ. Mấy thuyền sau mình sẽ không đủ sức mạnh để đánh nữa. Mình cứ thử đổi vị trí đi nhá. À quay ấn nhầm rồi. À không, để vầy cũng được. Để vầy thuyền này đảo chỗ thuyền này không nhỉ? Không tới à. Vậy để vầy đảo thuyền này lên trên đi. Như vậy sẽ đánh thuyền này đánh phủ đầu con này tiếp nhá. Bây giờ mấy ba còn lại nó tĩnh thì mình không sợ nó di chuyển thì mình có thể đánh chủ động được. Mình chỉ sợ mấy cái team phía sau thua thì mình thấy đội hình này chắc không thua được đâu. Các bạn mình đánh cái này mình chưa kiểm tra thuyền mình trước sẽ có để nhầm cái thuyền nào team yếu hay không. Thế ra chỉ sợ không may nó thua thì hơi mất công đánh lại nữa. Nói
thường cái tầm tối tối yên tĩnh mà khó ngủ quá đi chơi cái này là thoải mái nhất. Tầm bình thường ban ngày bận rộn ấy thì các bạn đánh cái này cực kỳ ngại luôn. Để đánh cái này rất là mất thời gian, nhưng đánh cái này mất thời gian cực kỳ đấy. Nói chung là ban ngày đánh cái này rất là ngại. Nhưng bây giờ ban đêm nói chung là khá thoải mái, nói chung là cũng chả làm gì, mất ngủ nên chúng ta đánh cái này tí để quay người xem quá trình đánh luôn. Chứ ban ngày đánh cái này áp lực lắm, đánh mất thời gian lắm, đánh lâu lắm. Chưa chắc không vấn đề, thế đội hình thì chắc đánh được. Chỉ sợ nhất vấn đề không may bị thua thôi. Thế các bạn xây dựng được 4 thuyền nó đều khỏe hết rất là khó. Được cái map nó chưa khó lắm thì có thể thua được thôi. Đấy, chủ yếu là mình cho người xem cách đánh làm sao hoàn thành thành tựu nhé. Còn vấn đề ở đây mặc định bạn phải cái thuyền bạn ấy phải đủ sức mạnh để có thể đánh thắng được cái con boss này nhé. Chứ còn bây giờ mình không thể chỉ bạn là chơi tướng nào đánh thắng boss được, tại đơn giản điều là những con tướng ấy nó mỗi bạn mỗi kiểu nên bạn phải tự xây dựng lấy. Mới đây mình xây dựng khoảng tầm 3 đến 4 thuyền ấy, nên số thuyền khá là lớn ấy, thành ra không thể nào chỉ bạn cụ thể nhé. Ở đây mặc định ở đây là các thuyền bạn đánh phát nào ăn luôn phát đó rồi. Mới đây vấn đề thì mình chỉ là chỉ cho bạn là xếp như thế nào cho hợp lý thôi. Vậy nói chung ở đây nói chung chắc chỉ cần hai thuyền đánh tiếp thôi nhỉ. Mình nghĩ ok chắc để vậy thôi, kết thúc được một nhé. Thuyền kia nghĩ chả cần thiết đâu, trường hợp này chắc thuyền kia không cần thiết đâu. Thuyền này đánh được một con là xong rồi, nhưng còn cái thuyền nào di chuyển ra kia cho nhanh nhỉ. Chắc mình đảo vị trí hai cái thuyền đi, chắc mình cho thuyền này đi lên đây tí cho nó nhanh đi. À đây ra thuyền này à, thuyền này có thể đảo vị trí thuyền này cũng nhỉ, phải ra nhanh hơn tí nữa này. Mà thuyền này không có cách nào đến sớm không nhỉ. Như vậy chắc là để thuyền này đến chéo chỗ này thôi. Còn thuyền này đi xử lý còn phía dưới thôi. Tại bây giờ mình không thể nào di chuyển nhanh hơn được ấy. Như vậy là xong cái chỗ 4 tấn công phủ đầu 4 lần là xong rồi nhé. Tức đơn giản mình đánh trước 4 lần là xong thôi. Thì mình sẽ hoàn thành xong cái 4 lần tấn công phủ đầu nhé. Bây giờ là mỗi cái tiêu diệt kẻ địch không rút lui đánh nốt thuyền kia chắc là xong rồi. Chỉ sợ hôm nay cái thuyền đó đánh thua rất là dở. Nhưng mà chắc không thua đâu. Đội hình phía dưới thì nói chung cũng tương đối mạnh. Tại bây giờ căn bản những con tướng của mình rất nhiều con nên trong team ít nhất hầu như con tướng nào level 100 đều được mắc hết kỹ năng, như thế này ra rất là mạnh. Còn những con tướng nào đang luyện thì có thể nó chưa mắc kỹ năng, nó level thấp ấy. Còn những con tướng level cao mình đa phần nó mắc hết kỹ năng rồi, thì ra có thể tương đối an toàn. Trong game này nếu bạn chăm chỉ cày, bạn xây dựng đội hình mất khoảng 1-2 tuần rồi xong. Còn để đội hình nó mạnh đúng theo meta thì khó, thì cần hết thứ để quay ra tướng. Cũng như cái nguyên liệu nâng tướng khá là tốn. Nhưng mà nếu để bạn chỉ đơn giản điều đi được cái tác chiến thì mình nghĩ là mất khoảng tầm 2 tuần đến 3 tuần là ok thôi. Để bạn chỉ cần mất một chút thời gian để bạn đi quay số tướng cơ bản, xong bạn đi luyện nó lên cấp, xong bạn có thể nâng một số kỹ năng lên rồi. Nói chung cái này vấn đề chủ yếu là vấn đề thời gian thôi. Cái không nặng nề vấn đề phải nạp thẻ hay không nạp thẻ. Cái này không nặng nề vấn đề đấy. Đánh PVP thì bạn có thể nặng nề vấn đề nạp thẻ. Còn đánh PVE thì không nặng nề nhiều nhé. Ý là thời điểm này của game nhé, còn về sau em update nào mình không biết. Có thể sau xu hướng có khó hay không, chứ hiện tại của game mình nghĩ là không nặng nề vấn đề nạp thẻ quá nhiều đâu. Để đơn giản điều cứ chơi trăm mình sẽ lên tướng thôi. Trải qua vấn đề bạn nạp thẻ có thể bạn lên ngay trong một ngày. Còn nếu bạn không nạp thẻ thì mất khoảng tầm 3-4 ngày lên, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Rồi bây giờ cho thuyền này đánh đốt phát là xong nhỉ, mấy thuyền kia chắc chả cần di chuyển kết thúc lượt đi. Nó không khống chế số lượt của mình nhưng cho thuyền này đánh lên phát là xong. Tại vì không bị khống chế số lượt mà. Như vậy giết hết tất cả kẻ địch nhé. Như vậy phát đầu tiên là hoàn thành khá là suôn sẻ, nó không vấn đề nhé. Không biết mấy cái map của chương 5 này có dài hay không nhỉ? Nó dài đánh mất thời gian phết đấy. Nói chung mình rất là ngại đánh cái này. Mặc dù đánh cái này cảm giác còn có suy nghĩ một chút, cảm giác nó hay nhưng quan trọng vấn đề cũng ngại đi lắm, nó có thể mất thời gian nhiều. đánh cái này nó đánh full thành tựu lâu lâu la lắm. Rồi ok như vậy là xong nhá. Thôi bỏ qua đoạn thoại nhá. Ôi ấn nhầm tự động chiến đấu, chết rồi. Như vậy hoàn thành mức độ S nhá, xong cái map đầu tiên nhá. Bây giờ sang chương tiếp theo nhá. Tiếp tục sang cửa tiếp theo, cửa 1 gạch 2 của chương 5 nhá. Nói chung ở đây có chiến thắng trong vòng 2 giai đoạn không rút lui, cái này đau đầu hơn tí này. Và 4 đoàn tấn công phủ đầu thì dễ thôi.
mà chiến thắng thì có thể mình sẽ làm hai lượt, nếu cảm giác khó quá là làm hai lượt. Ở đây mình đang bị tồn kho đơn vị hơi cao tí, chắc đi vứt bớt ra tí. Nhầm vào chỗ quản lý chứ. Nói chung là nhiều nhiều tướng giác quá hơi hơi phiền nhỉ, đi vứt bớt ra tí. Một số cái tướng này vứt bớt đi tí cũng được đi. Thật ra bây giờ nhiều tướng quá cũng có thời gian chơi hết đâu. Nên vứt bớt đi tí cho rộng chỗ. Trong đáy cái này nó sản sinh ra rất nhiều con tướng lặt vặt nên vứt bớt số con tướng cảm giác không chơi mấy. Thật ra nhiều con chơi cũng được mà kiểu mình lên nhiều quá rồi cũng bỏ bớt đi thôi. Có thể dùng một số con nâng cấp nhẹ một số tướng khác nhỉ, tăng cường lên tí. Này mắc rồi, đổi con khác nhé. Ra cái này nâng phứa phứa, mình chả nặng nề vấn đề nâng cái này lắm đâu. Cất bừa tí, chọn cho nó rộng túi đồ lên một chút cho nó có thể đánh tiếp được mắc. Thật ra nhiều con mình luyện để về sau biết đâu mình dùng thôi, chứ thực tế là mình chả biết dùng làm gì ấy. Tại bây giờ các bản đội hình nó có số lượng có hạn nên thời gian nói chung chả dùng hết. Và với dùng game với update tướng cái này thực sự một điều nhiều tướng chưa kịp dùng đã thay tướng mới ấy. Nên thời gian cũng không biết là luyện để làm gì đấy. Thì qua thôi cứ buồn buồn cứ luyện luyện đi một tí. Chứ thực tế là thực sự nhiều khi luyện xong chả dùng. Nó cứ nâng lên chút cho giải phóng túi đồ tí. Để tăng cường chút đồ nhé. Ok rồi, quay trở về tác chiến đánh tiếp nhá. Đây quay trở về cái phần 5 này, sau đó mình quay về tiếp cái cửa tiếp theo, cửa 1 cửa 2 này. Tiến hành vào đánh nhá. Cái này khó hơn một chút, mình có thể đánh hai nhịp cũng được. Được, trước mắt cái bỏ qua đoạn thoại rồi vào đánh tiếp xem sao nhá. Nói chung nhiệm vụ ở đây mình đến đích của địch, đến đích của địch là sẽ hoàn thành. Nhưng quan trọng đây là chiến thắng hai trong hai giai đoạn mà không rút lui và tấn công 4 mục tiêu. Trước mắt cứ cho thuyền tấn công xuống trước này. Thế rồi đến mấy cái thuyền sau đây, đầu tiên đánh cái này thì chắc là thuyền đi chéo phát ra đây. Mà nó nghe một thuyền đánh đây, thuyền đi chéo đánh kiểu gì cũng không trúng được con nào sớm nhỉ. À không, có cách là mình có thể cho thuyền đi chéo để đánh đây phát, xong đánh chéo phát nữa nhỉ. Đây, để cái thuyền chéo ở góc này đi. Còn một thuyền đi hình chữ nhật thì để đây. Một cái thuyền hỗ trợ, cứ gọi thêm hỗ trợ chẳng mất gì, cứ gọi thêm thuyền hỗ trợ đi. Thuyền này phạm vi hơi thấp nhỉ, có thuyền là đi phạm vi xa không nhỉ. Thuyền này đi xa hơn tí, thôi lấy tạm thuyền này cũng được. Ok, bắt đầu tác chiến và suy nghĩ tiếp. À, bỏ tự động. Nhầm. Lúc nãy để tự động sẽ không đánh được cái này. Phải để offline mới được. Mình sẽ cho đầu tiên mình sẽ thuyền nào đánh trước bây giờ nhỉ? Ở đây như vậy là nãy để lỡ một tí. Chết giờ nên là nãy ấn nhầm một phát ra mất bố lượt rồi. Không sao, có để thuyền này lên đây đi. Chắc mình đảo cái thuyền này lên chéo một tí nhỉ? Để cái thuyền này đi đánh nhẹ tí này. Đấy, con này lúc nãy mình là mất một lượt rồi. Phí nhỉ, không sao, chả sao. Đảo cái thuyền này ra giữa đi. Đó, ví dụ mình để cho thuyền này đánh lên đây một tí nhỉ. À không, thuyền này đánh con này đi. Hơi phiền toái một chút vì nãy ấn nhầm một phát nhé. Thôi kệ đi. Đây, thuyền này thuyền mình đi nhờ hỗ trợ nhé. Thực ra nhiều khi cũng chả cần thiết phải mời thuyền hỗ trợ đâu, mà thôi chả mất gì ấy. Cứ mời đi cũng mất gì đâu nhỉ. Mà cứ mời thêm thuyền vào, không may đi nhầm có thuyền khác đánh bù cũng được. Tại vì nãy mình vừa đi nhầm phát hơi tiếc. Về win nó khá nhẹ nhàng, nói chung là cơ bản mình đang mạnh hơn trong cái map xu hướng thì nói chung đánh rất là dễ nhé. Quyền này chắc cho xử lý con này đi.
quan trọng đánh đánh trong hai giai đoạn, vấn đề đau đầu nhất vấn đề đánh trong hai giai đoạn ấy, thì bạn cần những cái thuyền đi phạm vi rộng, ví dụ thuyền thuyền đi đường chéo hoặc thuyền đi theo kiểu hình chữ nhật ấy, để phạm vi đi rất là rộng thì xác suất thắng, tới xác suất nó thắng nó cao hơn nhé. Còn nếu mà đi những cái thuyền đi phạm vi đi một ô như cái thuyền tấn công ấy, thì chắc chắn một điều là cái thuyền đột kích ấy, chắc chắn một điều bạn không thể hoàn thành được đâu, thì cái phạm vi đi rất là hẹp, không được đi trong hai giai đoạn được. Vấn đề mình tính toán làm sao đến đích nhanh nhất có thể nhỉ? vấn đề đau đầu nhất. Trường hợp xấu mà không làm luôn trong cùng một lần đánh ấy, thì bạn đánh thành hai lần ấy, mỗi lần hoàn thành một thành tựu, hai lần đều đánh thắng, nhưng một lần sẽ đánh trong vòng hai giai đoạn, một lần sẽ đánh trong vòng 4 lần phủ đầu ấy. Vậy cho nó dễ. Này nãy mình ấn gỡ cái tự động một phát là mình có thể phải đánh hai lần mới thắng được, mà thôi kệ, đánh tiếp thì sao đó. Bây giờ xem có cơ hội nào về đích sớm không nhỉ? Thực ra đến bây giờ muốn về đích sớm thuyền này đi đây chéo phát lên đây thì vẫn không kịp trong hai giai đoạn nhỉ. Cách nào giờ về đích sớm nhỉ? Có phải trong hai giai đoạn chiến thắng trong hai giai đoạn mà không rút lui. Mình chiến thắng thì phải về đích, mà hiện tại bây giờ mình chưa thấy đường về đích ở đâu. Nếu mà đánh đây lên đây phát cái thuyền này bắt đây phát là về đích. À được đấy, được. Có cách về đích rồi. Rồi mình giờ sẽ cho thuyền này đánh đây đềm phát này. Đó mình đi về sau đảo chỗ hai thuyền với nhau phát là về đích được luôn. Chứ còn cảm giác có đường về đích rồi, có đường về đích rồi. Ok, như vậy kết thúc lượt đầu tiên nhá. Lượt thứ hai con này sẽ đánh chúng mình nhỉ. Không sao, kệ nó đánh đi. Ok, bây giờ lúc bây giờ về đích nhá. Như xem được cái 4 lần. Hiện tại bây giờ 4 đoạn tấn công phủ đầu có lẽ sẽ đánh không kịp nhá. Thì đấy bây giờ tham đánh cái đấy mình sẽ không được nhiệm vụ này. Giờ đang tiện đây chắc mình hoàn thành nhiệm vụ chiến thắng trong hai giai đoạn mà không rút lui trước nhá. Sau mình làm cái đoạn tấn công phủ đầu mình làm sau nhá. Thì bây giờ mình cần đi về đích trước đã. Ngồi đây mình sẽ cho thuyền này nhá. Dịch lên một nhát nhá. Mình lên đây thì đúng cái phạm vi này, phạm vi hình chữ nhật của thuyền này mới đảo chỗ hai thuyền này cho nhau nhá. Thì mình cho thuyền này về đích là xong nhá. Mình giải quyết vấn đề chiến thắng hai giai đoạn mà không rút lui trước nhá. Sau mình quay về làm cái 4 đoạn phủ đầu sau nhỉ. Như thế à, hai giai đoạn không rút lui xong rồi. Bây giờ 4 đoạn nữa phủ đầu làm nhịp 2 nhé. Tại vì giờ trường hợp này không thể nào đánh kịp con kia. Nếu mình tham đánh con kia mình sẽ đánh vượt quá hai giai đoạn ấy thì mình sẽ không hoàn thành được luôn. Thế ra mình sẽ làm thành hai nhịp nhé, làm thành hai nhịp. Bây giờ sang nhịp 2 đánh lại cửa đấy nhé, đánh lại nhé. Chờ chút xem kiểm tra chút xem nó đúng chưa nhé. Thì mình quay ra một tí xem nó hoàn thành đúng cái nhiệm vụ kia chưa nhé. Như vậy ở đây đúng rồi đúng không nhỉ? Như vậy ở đây được 2 rồi, bây giờ còn 4 đoạn nữa phủ đầu nhé. Phủ đầu rất là dễ, chỉ cần đánh trước 4 nhát là xong ấy, thì vô cùng dễ nhé. Hôm nãy mình tưởng mình chưa hoàn thành, mình chỉ kiểm tra lại chút. Giờ quay vào đánh tiếp cửa này nhé. Thả thuyền tấn công xuống này. Nói chung là 4 đoạn tấn công phủ đầu chả cần thuyền hỗ trợ đâu, cứ cho hai thuyền chính bình thường xuống thôi. Mình chả cần thuyền hỗ trợ làm gì, với này chỉ cần đánh 4 đoạn phủ đầu mà. Bây giờ nói chung 4 đoạn phủ đầu bây giờ thì đơn giản thôi. Ví dụ bây giờ cho xem nào. Ở đây thuyền chắc để thuyền này đánh lên đây một cái. Mình sẽ đánh một phát 4 đoạn phủ đầu đánh đơn giản lắm. Yes, I'm going to call it.
Tiếp tục bây giờ mình sẽ đảo 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 chỗ hai thuyền với nhau nhé, đảo chỗ hai thuyền với nhau cho thuyền này đánh con trên phát là được ba đòn tấn công à được hai đòn tấn công phủ đầu nhé, sau thuyền kia đánh thêm phát nữa là được ba lần tấn công phủ đầu, sau thong thả đánh tấn công tiếp con tiếp theo là được 4 lần. Nó sẽ đơn giản rất là nhiều, vô cùng đơn giản thôi. Nó cho thuyền này đánh đây con này phát nhé. Là được 3 đòn tấn công phủ đầu rồi. Nói chung đánh cái này các bạn mất thời gian thôi, cứ bình tĩnh đánh, mình nghĩ chắc có thể hoàn thành hết thôi, cũng chẳng có gì khó đâu. Cứ thông thả đánh thôi. Và nó hơi mất thời gian một chút thôi. Và nói chung cái này cùng một cửa sẽ có nhiều cách đi nhé, mình đã chia sẻ rất nhiều lần có nhiều cách đi nhé. Và đi làm sao thấy thắng là được thôi. Không nhất thiết đi giống mình nhé. Mình cho người một cái gợi ý cách đi của mình thôi. Mình tiện nghĩ ra cách gì đi cách đó thì mình chả biết cách nào cách nhanh nhất đâu. Quan trọng vì tất cả các cái map này mình đánh xong một lần coi như không đánh lại nữa không nhỉ, nên mình chỉ cần hoàn thành xong là xong, trừ cái map nào đi cày vàng hay là cày nguyên liệu thì mình bắt đầu mới đánh nhiều lần thôi, còn các map bình thường chỉ đánh đúng một lần duy nhất thôi. Nên đó là lý do vì sao mình không quan tâm vấn đề là cách đi hay hay cách đi dở, miễn sao hoàn thành thành tựu là được nhé, miễn sao hoàn thành là được nhé. Rồi như vậy kết thúc lượt đầu tiên nhé. Kẻ con này đánh trước mình còn một con nữa chưa tấn công nên mình có thể tấn công con kia tiếp là vẫn đủ 4 lần nhé. Nói chung tấn công phủ đầu tức là mình đi đánh trước địch thôi. Còn phát này là con địch đánh trước mình, nó nhảy vào mình tức là mình bị đánh trước tế phòng thủ ấy. Nhưng phát này không được tính nhé. Nhưng mà chuẩn bị tức là sao mình đánh trước địch là được. Thì ra cho mình vẫn còn một con nữa chưa giết nên ra mình có thể giết con đấy là đủ 4 con. Thực ra cái này có thể thuê thêm một thuyền hỗ trợ được, sau bạn đảo vị trí lung tung như tí ấy, thì quan trọng có thể là tấn công phủ đầu luôn cả năm cả 4 con luôn được đấy. Nhưng mà trong trường hợp này mình không thuê thêm thuyền, với đa phần các thuyền cho thuê ấy, toàn là cái thuyền đi phạm vi 9 ô ấy, là thuyền đột kích ấy, thành ra rất khó để đánh luôn được, nên tốt nhất là cứ đánh kiểu lâu một tí cũng được. Còn nếu mà có cái thuyền đi phạm vi rộng ấy, thì hoàn toàn có thể đi đan xen đánh luôn trong một nhịp đầu tiên được luôn, tại vì có thể cho cái kiểu đi hỗ trợ nhau đi đảo vị trí linh tinh đến đấy. Nhưng không sao, còn cái này nữa mình đánh nốt phủ đầu con này là xong nhỉ, bây giờ được 3/4 rồi mình chỉ cần đánh nốt phủ đầu con này là xong. Còn chiến thắng 2/2 giai đoạn không rút lui ý, cái này hoàn thành trong nhiệm vụ trước rồi. Thế là bây giờ chỉ còn hoàn thành nốt cái 3/4 rồi. Là hoàn thành sao thành 4/4 rồi. Mình sẽ đưa đảo cho thuyền này đến trên nhé. Thuyền này phạm vi rộng hơn nhỉ. Xong cho thuyền này đi gần đến vạch đích đi. Còn cái thuyền này đi sẽ đi ngang ra một chút nhé. Mình đi mất hơi nhiều lượt một tí nhưng chả sao. Vấn đề của mình bây giờ làm nốt nhiệm vụ thứ hai thôi. Mình không cần cái gì 3 giai đoạn nữa. Vì cái 2 giai đoạn này mình đã hoàn thành trước rồi. Giờ cho thuyền này lên tiêu diệt con này trước xong nhé. Con này không có ký hiệu di chuyển nên mình không phải sợ nhỉ. Tôi ấn kết thúc lượt rồi nhé. Xong cho con này đánh trước con này phát là được 4 lần phủ đầu này. Đây cho phát này đánh phát là 4 lần phủ đầu nhé. Như vậy là xong vấn đề 4 lần phủ đầu nhé. Xong về sau cho thuyền kia về đích nữa là xong. Như vậy vẫn mất 2 lần đi nhưng mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ này nhé. Như vậy hoàn thành xong 3 thành tựu. Nói chung là để sau để thuận tiện cho vấn đề đi cho cái tác chiến xu hướng thì bạn nên trang bị khoảng tầm 3 team cho 3 tàu nhé. Và 3 tàu gắng lấy 3 loại tàu khác nhau nhé. Dù lấy một cái tàu đi phạm vi 1 ô và cái tàu đột kích để đi vào cái vị trí đặc biệt là vị trí tấn công nhé. Thứ hai lấy một cái tàu đi đường chéo để đi chéo cho nhanh nhé. Và thứ ba lấy một tàu đi hình chữ nhật nhé. Hoặc không có tàu đường chéo đi cái tàu hình chữ thập cũng được nhé. Miễn sao là sao có nhiều tàu khác nhau một chút để bạn tối ưu vị trí di chuyển nhé. Và nói chung là xây dựng cho 3 team cho 3 tàu nên sao cho nó tương đối thì sao đánh thắng được địch ok nhé. Team đánh thắng không nhất thiết phải có đủ 8 tướng đâu, chỉ cần khoảng tầm 2 đến 3 tướng mạnh là sẽ ok nhé. Nói chung cái này xây dựng team dễ thôi.
quan trọng là phải luyện cái tướng thật là mạnh. Con tướng là nó quyết định chơi chính là con đấy phải mạnh nhé, con đấy phải được mắc kỹ năng, mắc level nhé. Thôi thì không mắc được trang bị, không được trang bị ngon phải được cái kỹ năng nó phải mắc nữa nhé, và level phải cao cao một chút nhé thì đánh nó dễ được. Vậy trang bị khoảng tầm 3 team đánh cái này rất là nhà. Thôi bây giờ cho cái này là được 4/4 nhé, bây giờ cho cái thuyền này về đích là xong đúng nhỉ. Như vậy hoàn thành xong cái thành tựu ở chỗ này nhé, skip qua nhé. Như vậy là mức độ S nhé, như vậy là mức độ S nhé. Đấy mà được mức độ S là xong nhé. Bây giờ tiếp tục sang cái cửa tiếp theo nhé. Cửa này đây sẽ yêu cầu bạn đánh ở đây là yêu cầu đánh tiêu diệt kẻ địch không rút lui và 4 đòn tấn công phủ đầu này. Tức là tấn công tiếp nhé. Cứ cho thuyền tấn công trước đi, thuyền tấn công nó bị cố định vị trí rồi. Thực ra thuyền tấn công để cả vị trí phòng thủ cũng được thôi, nhưng quan trọng là cứ để luôn vị trí tấn công cho đỡ phí đi nhỉ. Cái này chéo một phát chắc để thuyền chữ X ở góc này chéo cho tiện đi. Còn thuyền chữ nhật thì cứ để ở giữa đi. Một cái thuyền hỗ trợ ở góc này đi. Hỗ trợ đây đi, hỗ trợ đi. Thì cái thuyền thứ tư của mình rất là yếu, mình dùng thuyền hỗ trợ thôi. Ủa sao cái thuyền tư à, đây thuyền ở à, đây thuyền một mình đây. Nhìn nhầm thuyền thứ tư, thuyền cùi nhớ nhầm. Ok, chuyển ra đây hỗ trợ tí nhá. Thôi nói chung dùng cái thuyền đi một cũng được nhỉ, chả kỳ vọng nhiều đâu. Bấm vào tác chiến rồi suy nghĩ tiếp nhá. Nói chung bây giờ tiêu diệt kẻ địch không rút lui tấn công 4 đòn phủ đầu. Rồi đánh làm sao cho tiện nhỉ? Chắc ưu tiên hai thuyền phạm vi hẹp đi trước nhỉ. Ví dụ thuyền này đánh con này trước đi. Và thuyền này đánh con này tiếp, rồi con này đánh chéo lên, con này đi đảo vị trí lên trước. Nói chung chắc ổn đấy. Để cho cái thuyền ưu tiên mấy thuyền đi phạm vi 1 đánh trước nhá. À, hay để con này đánh bên cạnh luôn nhỉ. Không, để con này đánh chéo con này đi cho cái thuyền kia lên đánh. Bây giờ cho cái thuyền 1 để đánh tiếp con này nhé. Bây giờ cho thuyền đường chéo đánh lên chéo này nhé. Là được 3 đòn tấn công phủ đầu rồi. Sau đó mình đảo vị trí tinh có thể đánh được 4 đòn tấn công phủ đầu luôn. Nếu cho phát này chắc có thể hoàn thành luôn trong một phát đánh đấy. Thì tỷ lệ cao hoàn thành luôn trong một phát đánh này nhé. Và thực tế nào xem quá trình đánh đó. Như vậy kết thúc xong lượt rồi. À còn một cái thuyền nữa nhỉ. Bây giờ mình sẽ đảo vị trí một chút nhá, đi làm sao cho gọn nhỉ. Giờ xem nào. Thắng là khi mình tiêu diệt tất cả mục tiêu. Vậy bây giờ chắc là mình sẽ đánh đảo thuyền này lên tí đi. Mình cho thuyền này lên vị trí xem nào. Chắc đảo vị trí lên đây đi. Đó mình cho thuyền này đánh cái con này tiếp đi. Là được đánh 4/4 nhưng trước mắt là được 4 đòn tấn công phủ đầu đã. Nói chung là trong phạm vi di chuyển của nhau có thể đảo vị trí các thuyền cho nhau nhé. Ví dụ như trong phạm vi hình chữ nhật của cái thuyền đi hình chữ nhật đấy, mà nó có trong phạm vi nó di chuyển đấy, mà có cái thuyền khác đứng trong đó nó có thể đảo vị trí cho thuyền đó được nhé. Nên là ta có thể đảo vị trí linh tinh cho nhau được. Nhưng không phải chỗ nào cũng đảo nhé, phải trong cái phạm vi di chuyển của nó nhé. Nhưng mà chú ý vấn đề phạm vi di chuyển cái thuyền của bạn để sao bạn đi cho hợp lý nhé. Chứ không phải thích đi thế nào đi đâu.
Như vậy kết thúc lượt đầu tiên nhé. Bỏ qua điện thoại nhé. Như vậy là hoàn thành luôn trong một nhịp nhỉ. Còn gì nhỉ? Như vậy xong xong nhé, như vậy xong nhé. Như vậy xong hạng S tiếp theo nhé, xong cái cửa tiếp theo nhé. Bây giờ tiếp tục sân cửa tiếp theo nữa. Tiếp tục sân cửa 1 kịch 4. Đây sẽ yêu cầu mình tiêu diệt kẻ địch không rút lui và 4 đoàn tấn công phủ đầu. Đấy, tương tự như thế nhé. Nhưng mà nó kiểu phạm vi nó khác đi một tí rồi, về bản chất nó vẫn giống nhau nhé. Ủa lại ấn nhầm. Thì bỏ ngay cái tự động mình nhé, rất hay ấn nhầm chỗ tự động luôn. Bây giờ thả cái tàu tấn công xuống trước nhỉ. Nói chung cái này chéo hình chữ X làm sao cho tiện nhỉ, trong hai lượt. Chắc cái này phải đi kiểu bắc cầu chứ không thể đi nhanh được rồi. Để có lẽ cứ để cho một thuyền ở một góc chéo ở đó đi. Chéo đây không chéo ở đây. Tôi có để tạm một góc chéo đây nhá. Một cái thuyền ở giữa, thuyền chữ nhật ở giữa đi, một cái thuyền đi thuê ở góc này đi. Kiếm thằng nào phạm vi rộng một tí nhỉ. Không có toàn ở đây có thuyền bọc thép là ngon quá nhỉ. Thêm thuyền bọc thép đi. Thuyền bọc thép phạm vi rộng. Nói chung là 4 đoàn tấn công phủ đầu chắc cũng dễ thôi, bây giờ sao đi kiểu gì cho tiện giờ nhỉ. Dù ở đây tiêu diệt kẻ địch không rút lui. Mình có tận 4 cái thuyền, địch chỉ có đôi 4-6, như vậy thì sẽ dư một thuyền, cũng chẳng thiết phải đánh hết 4. Vậy phải có thể cho thuyền này hy sinh lên đầu nhỉ, à phạm vi nữa. À ô này trống à, ô này có đi được không vậy, ô này không đi được. Chờ tí xem bây giờ đi nước nào chứ cho tiện nhỉ. Chắc phải cầm một cái thuyền lên vị trí giữa đây. Xong mình đảo cái thuyền lên đánh tiếp thì có vẻ hợp lý không nhỉ. Giờ có hai thuyền nhưng quan trọng là sao hình này đi hình chữ nhật vào góc này không cho mình đi nhỉ. Thế ô này không tính ra. Vô lý nhỉ. Kỳ vậy ta. Chờ tí, thế cái thuyền này sao? Sao thuyền này đi được, sao cái thuyền này không đi được nhỉ. Hình chữ nhật mà sao thuyền này không di chuyển được vậy ta? Thuyền này thuyền lở hay sao lại không di chuyển đấy nhỉ? Bây giờ mình đảo vị trí hai thuyền này cho nhau nhé. Đây thuyền này của mình đi được, ở thuyền này thuyền khác à? Sao trông hình dáng rất là giống nhau như thuyền khác hay sao ấy? Có cái nào xem thông tin nhỉ? Nó tàu bọc thép mình trông lạ ấy nhỉ? Tàu bọc thép này sao không đi được nhiều nhỉ? Mình không hiểu vì sao, biết thuê về thuyền lở hay sao không hiểu lắm, nhưng tôi đại khái như vậy nhé. Cái thuyền này đi một mục tiêu khác quái không có đâu. Như vậy hơi phiền tí nhỉ. Không sao. Ấn nhầm. Với cái thuyền này đi vậy là hơi phế, nó đi phạm vi quá là hẹp. Đây thuyền này đi phạm vi rộng hơn này. Cái thuyền này đi hẹp thế này làm ăn được gì ta? Thôi kệ, nói chung là trước mắt là cho thuyền này lên trên tí đi. Khổ quá, phạm vi nó hẹp quá. Sao mà thuyền này đảo vị trí cho nhau nhỉ? Không quan trọng là sao nhỉ? không rút lui không chế sốt được thì đi thoải mái đâu. Tôi đảo cái này chéo lên phát đi. Con thuyền này là đánh chỗ nào bây giờ nhỉ? Thuyền này là chắc là ô giữa. Bắt đầu ô giữa đi dần dần rồi, thuyền này cảm giác phế quá, thật cóc cần thuyền đấy đâu. Mình chỉ cần mấy thuyền kia thôi. Như vậy ở đây xem là đánh kiểu gì nhỉ? Những cái phạm vi này nói chung là đầu tiên giết con nào trước, con này có con đây có mấy con di chuyển cơ. Như vậy chắc phải cho thuyền này lùi lên tí đấy, không may hết đạn rồi có thuyền này hỗ trợ. Như vậy xong lượt đầu tiên nhé. À đâu được tới còn thuyền này chưa đánh. Thuyền này được đánh con nào cho tiện nhỉ? Đánh con này thôi, con kia bồi. Con chéo sẽ đánh chéo con này nhỉ? Cái tiện nhất là đấy cái này lên phát. Nhưng mà có thể nó sẽ giết chết cái thuyền mình không nhỉ? Nên đánh mình mất hai đạn đấy. Hoặc mình đánh cái thuyền này. Nhưng mà mấy con này có đánh... Quan trọng vấn đề là 3 con này đều di chuyển được. 3 con này đứng rất là gần đều di chuyển được. Không hiểu nó di chuyển đánh kiểu gì đấy. Con đánh sợ con này. Nếu mà 3 con đánh một tàu chắc mình sẽ hết đạn. Mình không biết có trụ được không đây. Mà đi kiểu gì sẽ gặp nó, đi kiểu gì sẽ gặp nó.
Nói chung là trước mắt thôi đánh bừa phát thì bây giờ mình cũng không hình dung được sẽ đánh kiểu gì. Đánh thử chỗ này nhé. Để xem, quan trọng mình không hiểu cách di chuyển mấy cái thuyền này lắm. Xem mấy con quái di chuyển kiểu gì đã. Nhưng mà nhất thời mình quay video không biết cái thuyền kia có phải hình dáng giống nhau một phạm vi khác nhau hay không nhá. Mình hơi bất ngờ thì nó không di chuyển được, mình tưởng đi hình chữ nhật. Nhưng thực ra không đi hình chữ nhật, mình chả hiểu lỗi hay là cái hình dáng cái tàu khác mà giống giống hình cái tàu cũ thôi. Mình chả hiểu lắm, thế đại gái thấy không di chuyển được xa. Nếu bạn thấy cái tàu kia số sao khá là ít thì không biết ảnh hưởng gì về số sao hay không thì không rõ nhá. Chỉ không hiểu vì sao tàu đi ngắn như thế. Nó chưa phát này win rồi. Đâm ra những cái hơi đần mặt ra cái thuyền đấy. Vậy kết thúc lượt đầu tiên nhé. Chỉ xoắn mấy con này đánh đánh dồn thôi. Đánh dồn và coi như cái tàu đấy của mình sẽ chết thì nhiều khi lại thành chết chết tướng thì hơi khó. Có lẽ là không nên ham đi quá nhanh nhỉ, nên đi chậm chậm một chút để đánh không bị địch đánh dồn. Cái ba con đánh dồn như vậy chắc chết tàu này rất là cao này. Tàu này sắp rất chết rất là cao này. Tại vì giờ tàu này sẽ hết đạn sẽ chết một cách rất là nhảm nhí. Thì có ba con đều di chuyển mà. Nên phát này có lẽ là hơi sai lầm một chút rồi. Nhưng hôm sau mình có thể đánh cái nhiệm vụ tiêu diệt bốn đoàn phủ đầu trước. Đây thì này chết không nhỉ? Như vậy chết mất cái nhiệm vụ đầu tiên có thể làm nhịp 2 nhé. Bây giờ trước mắt bây giờ ưu tiên làm cái bốn đoàn tấn công phủ đầu nhé. Bây giờ làm bốn đoàn tấn công phủ đầu trước đi. Địch còn tận 4 con nên thoải mái làm nhỉ. Giờ xem thuyền nào đánh nhất tiện nhất nhỉ. Dù giờ thuyền này đánh con này chẳng hạn đi. Sau thuyền bọc thép đánh lên một con đây là được ba đòn tấn công phủ đầu. Sau đánh phủ đầu nốt mấy con kia. Với nhiệm vụ tấn công mà không rút lui sẽ làm lại trong cái nhịp thứ hai nhé. Tại vì cái này lỡ để chết một thuyền rồi. Nói chung là tấn công kẻ địch mà không rút lui là không được phép chết thuyền nhé. Nếu mà chết thuyền thì coi như là mất đấy. Tiến về phía trước mà không được chết thuyền nhé. Nên là ra đó lý do vì sao phải đánh lại. Mình sẽ bắt cái làm cái nhiệm vụ mà tiến đánh bốn đòn phủ đầu trước đi, cái đấy dễ làm trước. Thì mình sẽ làm lại sau cái nhiệm vụ kia sau. Nó hơi mất thời gian chút, nó mất thêm lần này. Thuyền này đánh lên phát nữa là được thêm một nhịp nữa này. Còn hai thuyền mà thuyền này còn một đạn nên chung không sợ, nên chung hai thuyền này đi tiếp nhé. Thuyền này kệ xứ đi, bây giờ cũng không cần thiết phải lo cái thuyền này làm gì. Bây giờ xem đi kiểu gì cho nhanh thôi, nó tự động đánh mình cũng được. Sau mình đánh lên bồi lên nó phát nó như sau. Mình còn cái con cuối như có di chuyển không nhỉ, mình không để ý cái con cuối có di chuyển không, tí xem tốt trận này đã. Nếu nó không di chuyển thì ok, nếu di chuyển cũng mệt đấy. Nếu di chuyển có thể cho nó đi trước mình nhìn vào sau. Nói chung vẫn được, nói chung vẫn hoàn thành được luôn cái hành trình của bốn tiêu diệt đánh bốn đòn phủ đầu vẫn ok nhé, vẫn ok bốn đòn phủ đầu. Chỉ có mỗi cái cái không rút lui phải làm lại nhé.
Để di chuyển thế này đến đây thì con này nó đứng yên một chỗ là không sợ nhá. Có cần ăn thêm cái này không nhỉ? Ăn thêm cái này có cần thiết không ta? Ok, ăn thêm cái này tí cũng được. Đã là không mất gì đâu. Nhưng mà sẽ mất thêm một nhịp di chuyển, nhưng mà con dạo này không khống chế số lượt nên cứ thoải mái. Nó di chuyển lên tí nhá. Kết thúc lượt này đi. Rồi lượt tiếp theo đánh đốt con này là đủ 4 đòn phủ đầu nhá. Như vậy là đủ 4 đòn phủ đầu nhá. Và cho tấn công rút lui kia sẽ đánh lại nhá. Ok, giờ sẽ đánh lại, hoàn thành nốt nhiệm vụ tấn công mà không rút lui nhá. Sẽ đánh lại lần nữa nhá. Có cần thuê thêm thuyền không nhỉ? Có thuê thêm thuyền thì chả mất gì, cứ thuê thêm thuyền đi. Giờ đánh làm sao để không bị thua nhỉ? Nói chung mình nghĩ chắc đi từ từ, không ham đi nhanh nữa, đi từ từ thôi. Dù đây thì cả gần không thua được thôi mà. Dù cho thuyền nào nhỉ? Cho thuyền này đến đây đi. Thuyền này cũng di chuyển dần lên thôi. Phạm vi một ô đi từ từ cũng được. Thuyền này cũng cho lùi lùi lên đây một tí đi. Thuyền này cũng cho dịch lên chút đi. À, cái này đảo lên chút thì đánh sớm một phát đi. Đấy mà nếu đánh cái này có thể rủi ro cao nhỉ? Nhưng cho đánh như vậy có rủi ro không? Nếu mình bè một con lên sớm có thể bị hai con này nó bồi nhỉ? Như vậy không nên đánh sớm, nên để địch đánh mình đi. Bởi vì nghĩ là có lẽ con này đứng yên ở đây đi. Thôi để tạm thời kết thúc được một nhé. Tại vì nếu mà nên đánh sớm mình sợ nó lại đánh mình thua. Thì con kia sẽ không đủ nhịp đến thuyền này, mình cho thuyền này rút xuống ở sau. Thế là cứ đứng yên một chỗ cho đánh mình nhé. Rồi mình sẽ đảo thuyền kia đánh bồi sau, sẽ an toàn rất là nhiều. Còn nếu mình ham đánh sớm thì bị hai con kia giã, nhưng mà chắc chắn mình sẽ hết đạn nhỉ. Thế là mình sẽ không vội nên đánh nhé. Nói chung là nhiều lúc không nên đánh sớm là rất là nguy hiểm. Mình lùi một bước để mình tiến hai bước mà. Nói chung cứ từ từ thôi. Đấy, nó không khống chế số lượng của mình, chẳng có thiết gì nhanh làm gì. Cứ thong thả thôi. Thứ hai nhiệm vụ mà tấn công 4 đòn phủ đầu mình đã hoàn thành xong rồi. Nên mình không cần thiết phải đánh trước địch, kệ cho địch đánh mình đi. Miễn sao mình không chết được. Thì thêm con nữa đánh bồi mình nữa thì mình cũng còn viên đạn, coi như xử lý được hai con. Nhưng con này đánh bồi thêm phát nữa chả sao. Nhưng xong rồi con kia chưa kịp đến kịp ấy, thì mình sẽ an toàn được, con này sẽ đảo cái thuyền này xuống. Nhưng mà an toàn rất là nhiều. Như vậy thuyền này coi như là xong nhiệm vụ, nó hết hai viên đạn rồi. Tôi lưu thuyền này xuống cho thuyền khác lên là xong. Nhưng vấn đề chắc là giải quyết đấy, chắc là giải quyết vấn đề đấy. Vậy là thuyền này đến gần nhưng chưa giải quyết đúng không nhỉ? Giờ tiếp tục mình sẽ đảo thuyền khác lên, ví dụ mình cho tụi mình đảo, đầu tiên mình đảo hai thuyền cho nhau trước đi đúng không nhỉ? Bây giờ mình cho thuyền này đánh chết một con đi. Thuyền này đánh chết một con, thuyền này đánh chết con này di chuyển nữa không sao nhỉ? Nói chung thuyền này đánh trước đi.
Thì này còn một đạn đến chung con này đánh đánh lên cũng chả sợ lắm mà con này thử xử lý con này đi. Con này chéo à, chéo lên đích luôn à. Hay mình đảo vị trí hai con này với nhau nhỉ? Thôi vậy cái đấy đánh bình thường đi. Cho này đánh này xong rồi hơi lỡ lỡ ấn rồi thôi. Kiểu gì còn dư một đạn đánh con cuối cũng chả sợ lắm. Đó mình định đảo thuyền chiến xuống dưới đi chéo phát lên đích luôn nhưng mà thôi kệ đi, đánh đánh từ từ. Ok như vậy là xong nhỉ, như vậy là kết thúc lượt 2 đi. Mình chỉ cần mỗi thuyền một đạn nó đủ đủ sức giết mấy con kia, mình chả cần thiết lắm, đánh từ từ thôi. Cái đấy mình đảo có thuyền chiến X xuống cảm giác mình đi sẽ nhanh hơn một chút, còn nếu không mình mất thêm một lượt đi nói chung cũng chả ảnh hưởng gì mấy, nói chung vẫn là đi đánh kiểu không rút lui thôi, vẫn đánh bình thường. Nó chỉ lâu hơn một nhịp thôi. Quan trọng là miễn sao các thuyền đánh không bị thua được nhé, không thua được. Ví dụ cho thuyền này giờ sẽ đi được sao nhanh nhỉ? Cũng không nhanh nữa, nói chung bắt buộc đi hai nhịp thôi. Ví dụ cho thuyền này đánh đánh lên phát là xong nhé. Như vậy là xong tiêu diệt kẻ địch không rút lui. Như vậy hoàn thành xong ba thành tựu cách đơn giản nhé, chỉ hơi mất công một tí thôi. Nói chung đi đi xa nước là đi mất công lắm, nhưng mà không sao, nói chung vẫn giải quyết được. Ok là xong nhá, sẽ đủ đến nhiệm vụ tiếp theo rồi. Như vậy là xong cái chương 1 nhá, sau chương 1 mức độ dễ rồi sang chương 2 nhá. Chung là khá là dài, có lẽ phải bị chia đôi thôi chứ còn cảm giác là nếu đánh liền mạch có vẻ nó dài quá nhỉ. Chắc vào trong video đánh mức độ dễ trước nhá, còn mức độ khó chắc để video sau nhá. Chứ nếu đánh liền mạch có vẻ nó dài quá đúng không nhỉ? Rồi đánh tiếp chương 2 đầu tiên là cái cốt truyện thôi.
Chứ ấn skip qua phát được được 50 kim cương khá là ngon. Skip qua được. Là ăn được 50 kim cương rất là ngon lành nhé. Tiếp tục đến phát thứ hai, phát cần đánh đây. Tiêu diệt kẻ địch và không rút lui, 4 đoàn tấn công phủ đầu. Ok, nãy giờ toàn kiểu đấy nhỉ, không có kiểu khác nhỉ. Đưa cho thuyền tấn công xuống trước và thuyền tấn công ở xa thế nhỉ. Không có cho xuống chơi, đằng nào có thuyền tấn công không dùng cũng phí. Tiền trước thì để góc nào chéo hay hơn nhỉ, cái này chéo phát đến đây. Này chéo phát đến đây, chiều chéo chiều nào cũng thế nhỉ. Có cho bừa ở chỗ thôi, nó chéo chiều nào cũng thế. Chỗ này cho thuyền của mình đấy. Ở góc bên này lấy bừa thuyền nào đó và bên nào đó yêu cầu hỗ trợ này. Thuyền này cảm giác một sao có vẻ hơi đuối nhỉ. Những thuyền nào nhiều sao tí. Đây thuyền này rất là hình chữ nhật mà không hiểu sao. Bây giờ thuyền này không đủ tướng. Đây thuyền này cảm giác có nhiều tướng hơn tí này. Ok thuyền này được đấy, có là tướng mới này. Ok thêm thuyền này xuống nhé. Không rút lui, 4 đòn tấn công phủ đầu. Đi kiểu gì cho tiện nhỉ? Chắc đánh con này trước một phát đi. Và một đòn tấn công phủ đầu này. Cứ đánh lần lượt thôi. Thuyền này phạm vi bao xa, thuyền này phạm vi nó hẹp hẹp trong này thôi. Nếu muốn đánh phủ đầu địch thì phải cho thuyền này đi lùi lùi một tí, cho này nó di chuyển một tí để có cơ hội đánh trả được nhỉ. Phải để cho nó nhúc nhích ở đây một tí chứ chưa cho lên quá xa nhé. Còn thuyền bên này đi phạm vi rất là hẹp thì mình chỉ cho lùi lên tí cho thuyền này nhúc nhích ra tí mình đánh lên, chắc để lùi ra đây một tí đấy. Còn bên này cái thuyền này đi đường chéo, còn phải đây là chéo phát đến ô quà luôn. Rồi chéo phát ô quà luôn nhỉ. Bây giờ mình một đoạn tấn công phủ đầu rồi. Như vậy đây còn lại bao nhiêu con đây? Đôi 4 này. 4 con nữa chung thoải mái nhỉ. Thì hai con này di chuyển một tí thì hai con này đánh phủ đầu nữa là thành hai đòn. Sau thì này đây đánh một con boss chủ động nữa là 4 đòn là được đấy. Thì cho cái này ăn tí hộp quà đi. Ok, kết thúc lượt đầu nhé. Thì mấy thuyền còn lại đánh phủ đầu rồi sao? Chả vấn đề gì đâu. Nếu tính ra game này, game rất dễ kiếm tướng nhé. Nói chung là kiếm full tất cả tướng theo meta rất là khó. Nhưng để kiếm một dàn SR khá nhiều, rất là nhiều nhé. Mà nhiều khi có nhiều SR quá không dám dùng nữa. Dùng mấy con yếu cho dễ nâng. Chứ có SR nhiều quá khó dùng nữa. Mình chơi khoảng tầm 1-2 tuần nữa gần như có tất cả SR rồi. Tất nhiên mấy con mới gần đây mình không có. Tại vì các bạn là nó cần nhiều vé, thứ mình quay đen quá trả ra. Nhưng nói chung là những cái con đầu tiên thì kiếm khá là dễ. Cái dàn SR đầu tiên kiếm dễ lắm. Các bạn là kiểu nó cần nhiều tướng quá cho cái xác suất ra, cái tỷ lệ ra tướng khá là cao ấy. Tất nhiên là ra mọi tướng thì khó, mà ra một số tướng nhất định thì khá là cao nhé. Ok, di chuyển ở đây đúng không nhỉ? Như vậy để cho... chết dở nhỉ. Nếu mà bây giờ này mới được có một... Con này con boss, nếu đánh thắng con này thì lại win luôn nhỉ. Mà nếu bây giờ đánh thuyền này ở đây, con thuyền đánh bồi cũng khó nhỉ. Thế phát này lại hỏng vấn đề ấy rồi, chết dở rồi. À không, vẫn có thể được. Nếu mình cho con này, đánh con này. Cho con này đánh lên con này là vẫn được, đúng không nhỉ? Chỉ sợ con kia di chuyển thôi, mình sợ con kia di chuyển thôi. Con kia di chuyển thì mình cũng toi. Nói chung là phát này có vẻ hơi dạ cho ăn hộp quà. Nếu không ăn hộp quà cái lại ok hơn. Bây giờ thì sợ con kia di chuyển thôi. Nhưng mà chắc là cái con mình vừa đánh vừa di chuyển rồi không sao. Chắc không vấn đề, chắc không vấn đề nữa. Nhưng mà sợ mất cái 4 lần tấn công phủ đầu thôi, chứ còn đánh thua thì chả sợ lắm. Phải đánh cái này kiểu gì chả thắng được. Chắc vấn đề hoàn thành thành tựu mới khó đâu.
Các thuyền này đánh lên thuyền này nó xong nhỉ. Như vậy là được, với cái thuyền này kết liễu con này nữa là đủ 4 đòn nhé. Ok vậy hoàn thành luôn đấy. Cho này đánh lên con này phát. Đã được 3 lần, đánh giết nước con boss là 4 lần. May quá, suýt thua nhé. May vẫn được. Cái này có cả hai em Loli mới, bạn này có cả hai em Loli rồi ấy. Nhưng mà bạn này có vẻ rất nhiều con trong meta mới gần đây nhé. Mình đang định kiếm hai em bé Loli mà không biết nên kiếm không. Cũng đang đắn đo không biết nên nạp thẻ hay không. Các bạn thực sự là lấy mấy con đấy về mà mình lười đánh PVP thì các bạn lấy về chả có dụng mấy. Còn thực sự là mình đánh trong tác chiến mình đánh luôn thắng mà. Thế là mình cần gì mình kiếm mấy con tướng mới đâu. Nhưng mà trân trọng là sợ về sau bận, biết đâu về sau hứng lên đánh PVP không có mấy con này hơi yếu. Còn thời gian đánh trong PVE như mình thì chả cần thiết. Vấn đề đấy là hơi đắn đo tí có nên bỏ tiền vào mua nó không. Giờ kết liễu nốt phát này là xong nhá, đánh con này đánh nốt phát này là xong nhá. Như vậy hoàn thành luôn cả hai thành tựu luôn trong một lượt nhá. Như vậy mình hoàn thành luôn ba thành tựu luôn rồi nhá. Nói chung là game thiết kế chữ tự động thiên đấu này rất sát chữ skip nhé. Thật ra cái xác suất ấn nhầm rất là cao nhé. Người ta nên sắp xếp lệch ra một chút mình đỡ ấn nhầm. Mấy lần bị oan là chỗ ấn nhầm nữa. Nói chung là đây win rồi nhé, tiếp tục đến trận tiếp theo nhé. Đây là tiên diệt cả địch không rút lui, 4 đòn tấn công phủ đầu. Vẫn thế nhỉ, nói chung vào đánh thôi. Nó chỉ khác cái địa hình chút thôi, bản chất vẫn đánh như thế. Rất là sợ chữ skip, sợ ấn nhầm chữ tự động chiến đấu. Tại cái này đánh muốn thành tựu là không được phép tự động chiến đấu, phải đánh thủ công mới được. Nhờ đây bắt mình bảo vệ khu vực xanh rất gần mấy con nguy hiểm này. Nhưng quan trọng ở đây chỉ nguy hiểm nhất là cái con này di chuyển thôi, còn những con này đứng yên một chỗ không sợ lắm. Đây những cái con này có 3 con di chuyển được này. Hơi sợ 3 con đấy tí. Như vậy chắc phải giết mấy con di chuyển trước nó lợi hơn nhỉ. Cứ thả thuyền xuống trước đi đã. Nói chung chéo kiểu gì cũng chả tác dụng mấy nhỉ. Đánh đây chéo đây chéo đây vẫn không để đến kịp nhỉ. Nói chung không khống chế số lượt thì cứ vứt bừa tí đi. Để không khống chế số lượt. Tao thuê thêm một tàu ở góc này đi. Những bạn nào có thời gian chờ không thuê rồi nhé. Kiếm bạn nào không có thời gian chờ ấy. Mình xem bạn nào mạnh một tí. Bạn này có rất tướng cũng khỏe. Thực ra tướng cái này thực sự cũng chả cần thiết chơi đủ tướng nhỉ. Thực ra ví dụ bạn này chỉ có chơi có 6 tướng mà tướng toàn những con rất là trâu. Ví dụ con Yumi này hay con tướng mới quên tên luôn rồi. Nếu con này cấp 100 rồi đánh được đấy. Cho bạn này xuống luôn đi. Thực ra trong này không cần thiết phải đủ 8 tướng đâu. Bạn cần khoảng 2-3 tướng là ok rồi. Giờ đánh con nào trước con nào cho nó lợi nhỉ. Tiêu diệt tất cả mục tiêu ở đây. Nói chung là chắc thuyền này đánh dần nên đánh giết con này thôi. Con này đứng yên một chỗ chả sợ lắm. Còn thuyền này đánh chéo ở đây giết nốt. Đánh kiểu gì đây có đôi. Để có đôi 4. Để có 5 boss mình tận đôi ứng rồi để có 5 boss mà mình có tận 4 thuyền thì cũng chả sợ lắm đúng không nhỉ. Vậy như vậy chắc tập trung mấy thuyền đánh. Chắc chia thuyền này đánh chéo ra hai giết hai con này đánh chết một con này. Còn hai thuyền này xử lý nốt con này là xong rồi. Chắc không vấn đề đâu. Chắc ưu tiên giết mấy con di chuyển trước nhá. Ưu tiên giết con di chuyển trước. Thì đầu tiên thì mình cho cái thuyền này giết con này trước đi.
Tiếp theo cho thuyền này đánh tiếp con này nhỉ. Hay để thuyền kia đánh tiếp ta. Thôi chung ưu tiên giết con di chuyển trước đi, con di chuyển nó nguy hiểm hơn. Và khi giết hết con di chuyển, con kia đứng yên một chỗ thì mình muốn đánh kiểu gì đánh thì nó rất là chủ động, nó rất là nhiều. Sợ nhất với con di chuyển thôi. Tổ của cho Nick này đánh tiếp con này, giết đứa con này di chuyển xong ba con di chuyển là mình hoàn thành vấn đề lo sợ nhất là xong này. Sau giờ thông thả giết nốt hai còn lại là xong nhỉ, nó chả vấn đề nữa. Nó cái thuyền kia thuyền đi phạm vi một ô đi như thể 9 ô thì cái phạm vi đi tiến chỉ đi tiến một ô ấy, nó đi hơi lâu thôi và cơ bản nó sẽ đánh được ấy. À, cái gần gần được cái sắp khá nguy hiểm nhất rồi. Ok, bây giờ cái liệu nó hai con là xong nhỉ. Con này thêm phát nữa này. Rồi 4 đòn tấn công phủ đầu, phát nữa đánh nốt con kia là xong nhé. Như vậy xong thành tựu nhé. Con thuyền này kết liễu con này là xong này. Giờ sang cửa tiếp theo nhé. Ở cửa tiếp theo đây cũng là tiêu vẫn là như thế, vẫn như thế nhé, vẫn là mấy thành tựu đó. Tiếp tục đánh tiếp nhá. Nói chung cái này cảm giác toàn như nhau luôn. Cũng thả thuyền tấn công xuống đây trước nhé. Nói chung là chéo nè, chữ X ở đây, chéo xuống đây.
Có vẻ phạm vi đứng hơi xa thì không biết đi kiểu chữ X gì cho nhanh nhỉ. Có vẻ trường đường thuyền chéo ở đây đi. Cái thuyền đi ở giữa đi. Chỗ này thuê thêm một thuyền đi. Thực ra thuê thêm một thuyền cho phòng bị trường hợp xấu mà. Còn về bản chất là chỉ cần 3 thuyền là ok nhé. Cái thuyền hỗ trợ thuê thêm cho phòng trường hợp không may rủi ro luôn. Mấy cái thuyền đi phạm vi hẹp lắm mà giáp thuê vào cũng chả dùng làm gì đâu mà. Tôi cứ thuê một tí cho nó có thôi. Nói chung bây giờ đi kiểu gì cho tiện nhỉ? Chắc phải dùng cái thuyền này đi mồi tí cho thuyền này lên đây đánh sớm nhé. Để cái thuyền này mồi ở đây tí này. Nó thuyền này đi chéo phát đảo vị trí lên đây này. Kiểm soát đi về sẽ nhanh hơn tí này. 4 đòn tấn công phủ đầu mình sẽ tiêu diệt mấy con di chuyển trước là xong nhỉ. Để đánh cái này phát là một phát phủ đầu này. Con này đánh phát nữa là 2 phát phủ đầu này. Xong con này đứng yên một chỗ. À con trên này cũng di chuyển à. Nhưng mà sao lại tiêu diệt mấy con này mà không bị nó đánh nhỉ? Cái giờ cái vấn đề khó ở đây là sao di chuyển mà không đánh mình chứ. Thì có lẽ chắc là mình phải cho một con đánh sớm đấy, còn một con phải đứng yên ở ngoài đấy. Nếu bây giờ mình cho hai con đều xông vào rất là dở. Bây giờ sao nhỉ? Đây có mấy con đều di chuyển cơ. Nếu mình ham đánh nó không được cái vấn đề đánh phủ đầu. Nhưng mà mình giờ đánh tận phủ đầu 4 con đi. Hay là tiêu diệt kẻ địch không rút lui trước ta. Đánh con này, đánh con này, đánh con này. Làm sao đánh được cả 4 con mà nó không đánh mình, coi trọng 4 con này đều di chuyển cơ. Nên nếu mình chui vào giữa mình sẽ bị đánh. Nên theo trường hợp này cũng không hay ho thì vấn đề lên sớm rồi. Lại một lần nữa lại hơi dại mặt lên sớm rồi. Bây giờ dại mặt lên sớm này đánh thì cũng khó nhỉ. Cái này chắc chắn nó quay chết mình thì không được cái vấn đề, nhưng mà trọng không được cái phủ đầu nữa cơ. Hoặc mình phải hy sinh tàu này xuống đây sớm thì chấp nhận con này tuyển này chết thì làm thành tựu. Không rút lui làm sao ưu tiên đánh phủ đầu trước, bây giờ quay lại cũng không được nhỉ. Nên ưu tiên đánh này xuống phát nhé. Sau hai này sau quay vào đánh con này. Nhưng mà đánh thêm một tí nữa thì nhưng mà trọng đây chỉ còn vẫn được đấy. Thôi đánh này là cái thành tựu 4 đòn tấn công phủ đầu trước nhé. Đấy các bạn này lỡ đi hơi dại rồi. Nói chung là nhiều cửa không ham đi đánh sớm đâu. Đánh sớm rất là dễ chết nhé. Đánh sớm dễ chết lắm. Phải đi từ từ an toàn này. Các bạn là mỗi thuyền có mạnh đến đâu cũng chỉ được 2 đạn thôi. Mà đánh xong một con boss là mất 1 đạn rồi. Có đánh xong một con quái là mất 1 đạn. Thì ra chung là 2 đạn không kịp nạp. Là sao như là to. Thì đó lý do vì sao không nên đi ham đánh sớm quá. Ở đây vẫn hơi bị ham hố đánh sớm. Chung là cần rút kinh nghiệm với thửa sau không ham hố đánh sớm được. Đánh sớm là hay đánh 2 lần này. Bây giờ mấy cái thuyền kia di chuyển có thể đánh chúng mình nữa thì cũng rất là phiền. Nếu bây giờ mình lên đánh nhá, thì rất là rủi ro nhỉ. Nếu bây giờ mình xông cái thuyền này lên đánh tiếp cũng rất là khó nhé. Nếu mình cho thuyền này vào giữa này đánh thêm một con thì sao nhỉ? Thì hai con này nó vẫn đánh trúng cái thuyền đấy. Vẫn to nhỉ, vẫn to. Cách nào đi nó hợp lý hơn không nhỉ? Thuyền này có thể đảo chỗ cho nhau được. Quan trọng mình không biết cách gì cho nó hợp lý đây. Mình cần vừa không rút lui vừa 4 đòn phủ đầu. Thuyền này thì chắc chắn chỉ di chuyển lên một ô rồi. Bây giờ xem cách nào giải quyết đánh luôn một phát rồi không nhỉ? Thuyền này mà xong đợt sau chắc chắn là hai thuyền này đã đánh trúng rồi. Nếu mình thả thuyền này xuống mấy thuyền này cũng sẽ đánh trúng. Thì kiểu gì sẽ mất lượt của mình. Chắc là hy sinh thuyền này đó. Thì cái thuyền này đánh trúng thuyền này hay thuyền này đánh trúng thuyền này thì phải xong thuyền này cũng chéo phát xuống. Nhưng bây giờ nếu mà đi ra ham hố đổi vị trí cho nhau cũng chỉ đánh được một nhát. Một nhát là thuyền kia hai thuyền nó chắc là ở giữa ba con là rất là khó đánh. Thôi chắc phải hy sinh thuyền này chết sớm ấy. Để làm thành tựu 4 đòn phủ đầu trước. À đâu nhỉ, biết đâu nhưng vẫn có thể làm sớm được sao nhỉ. Hình như cái này có hy vọng làm sớm ấy, có hy vọng làm sớm. Mình chờ tí xem thế nào đó. Thì di chuyển thế này có chút hy vọng để làm được luôn, nhưng mà chờ tí nó xem lại trên kỹ trận hình đó. Người ta đang nhìn nó kiểu đang đánh trong này không quan sát gì. Chuyện này chết kệ chuyện đấy chết đi, không vấn đề gì. Từ chỗ này nhá, bây giờ nếu dùng cái thuyền này đánh sẽ hơi bất lợi một chút nhưng vì cái thuyền này không đến kịp nhỉ. Nhưng nếu giả sử bây giờ mình đã thay đổi như sau. Mình đảo vị trí thuyền này cho thuyền này đi. Đúng nhỉ? Và mình đảo cho thuyền này lên trên. Để thuyền này đánh thuyền này trước. Sau mình đảo thuyền này lên trên nữa thì có được không nhỉ?
vẫn không kịp nhỉ. À không, được được được, mình có thể cho thuyền này đánh con này trước, xong mình thuyền này đảo lên trên đánh tiếp con này nhỉ, vẫn có thể kịp đấy, như vậy có thể hoàn thành được đấy. Để cho thuyền này đánh trước nhá. Đây, thuyền này đánh con này trước, xong mình đảo thuyền kia lên trước đánh tiếp vào sau. Như này tận dụng cái vấn đề là đảo vị trí các thuyền cho nhau vẫn có thể hoàn thành được. Tôi sẽ đảo vị trí hai thuyền cho nhau. Mình đảo thuyền này lên trên, sau đánh trúng cái này luôn. Thì nó vẫn vào trong lượt thì mình sẽ đánh cái này phát nữa là xong. À nhưng mà vậy thì mất cái không rút lui nhỉ. Thôi kệ đi, giờ chúng giải quyết đánh phủ đầu trước đi, cứ giải quyết đánh phủ đầu trước đi. Sau cái không rút lui mình sẽ làm lại sau nhé. Như vậy mình di chuyển vào đường lại đi trùng ô một chút lại tính là cờ rút lui, cũng hơi phiền. Không sao. Nói chung mình sẽ làm thành 2 nhịp thôi. Tưởng làm luôn 1 nhịp được thì ngon, mà không làm được 1 nhịp thì làm 2 nhịp cũng chả sao. Nói chung là bắt xong mình làm nốt thành nhịp còn lại là xong. Giờ giải quyết 4 đoàn tấn công phủ đầu trước nhá. Bây giờ kết thúc đi. Xong cho cái thuyền này lên đánh trước là xong nhỉ. Là được 4 đoàn phủ đầu. Không rút lui sẽ làm lại phát sau nhé. Đấy lại lần nữa để hoàn thành nốt thành tựu còn lại nhé. Đây bây giờ chỉ có đôi 4-5, có 5 con thôi, dùng 3 thuyền thôi. Cũng chả cần thiết dùng hết thuyền đâu. Dù đầu tiên giờ chiến thắng không rút lui, bây giờ đơn giản tiến lùi lùi thôi, tiến dần lên thôi. Có chậu sao giữ thuyền này không chết nhỉ, phải giữ thuyền này không chết. Có thể cái khó đây làm sao không chết nhỉ? À không, quên nhầm. Không rút lui à? Cho thuyền này xuống rồi. À, chả vấn đề nhỉ, kệ chết thì cũng chả ảnh hưởng nhỉ. Chết ảnh hưởng nhỉ. Tự nhiên quên mất chỗ tiêu diệt kẻ địch không rút lui thì có ảnh hưởng nhỉ. Thế sao mình cứ đi tiến được nhỉ. Thế bây giờ mình lùi xuống coi như mình đi lùi thôi. À đúng ra vì sao mình việc quái phải cho cái thuyền đi sớm gì nhỉ. Mà thôi kệ, lỡ rồi cho đánh xuống rồi chả biết làm sao, cho đánh xuống tiếp đi. Mình ra mình quên mất cái không rút lui có tính cái vấn đề chết thuyền hay không nhỉ. Hình như là có sao nhỉ. Lâu không đánh cái này lại quên. Nói chung có nhiều thành tựu quá, nhớ nhầm không ai nhớ nhầm để đánh lại. À thường cái này mình quay trực tiếp luôn, mình chả sớm không chuẩn bị trước gì đâu, cứ vào đánh như thế. Thế mà cái này mất thời gian lắm, mình cũng chỉ tranh thủ mình quay thôi. Thời gian nói chung nhiều khi cũng chả chuẩn bị trước gì đâu. Nhưng mình sẽ không chọn cách đi nào nhanh nhất, mình không tưởng tượng cách nào nhanh nhất, mình sẽ đánh thực tế luôn. Không may đánh không thành công đánh lại cũng chả vấn đề.
ra phát này về bản chất đánh tương đối giống lần trước ấy, tại vì đơn giản nãy mình cho cái thuyền hỗ trợ chả đánh ấy. Thật ra nói chung đánh phát này hơi giống lần trước một chút ấy. Rồi kệ, chấp nhận thôi. Đó kia nhảy lên trên thuyền này chết mà không nhớ có bị mất thành tựu hay không. Để xem phát này xem mất không nhé. Như vậy là mất nha, như vậy chung mình sẽ phải điều chỉnh một chút. Nếu mình không ham là cái vị trí tấn công nhé. Trường hợp này hơi ham vị trí tấn công một chút. Rồi cái này đánh nốt một tí cho xong đấy. Thế bây giờ đi tiêu diệt cái boss sớm nhỉ. Cái đánh cái này phát đi không tiêu diệt boss sớm ấy. Nó chả sớm là bắt buộc phải giết hết các con quái nhỉ. Nhưng phát này hơn nói chung lần sau mình không đánh ở vị trí tấn công nhé. Tại vị trí tấn công sẽ rất là sát boss, sẽ rất là ảnh hưởng. Mình sẽ không đánh ở vị trí tấn công nữa. Mình xuất phát điểm từ ba vị trí màu xanh, một vị trí màu đỏ sẽ bỏ ra. Cái phát này lỡ đánh rồi đánh nốt thôi, chứ còn về bản chất thì sẽ đánh nặng kiểu này nhé. Nói chung riêng trường hợp này không ham đi sớm gì, đi chậm chậm thôi. Đánh thắng thì vẫn thắng được thôi, nhưng quan trọng vấn đề nó không được thành tựu thôi. Để phát này vẫn ham cái thuyền đầu tiên quá. Vẫn phải giết con này di chuyển được cái gì đánh trúng mình, vẫn phải giết con này. À không, mới có thể đảo vị trí cho nhau rồi đi kết liễu sớm, đỡ một nhịp đánh. Tại bây giờ mình đằng nào cũng không thể được thành tựu, mình giết cho nhanh thì mình đánh được mới. Thế sau sẽ đảo vị trí một tí. Nói chung là tiêu diệt kẻ địch không rút lui thì không được phép để chết thuyền nhé. Hôm nay nhớ nhầm một chút nhưng mà nói chung là không được chết thuyền nhé. Chết thuyền là coi như thua ấy. Chứ mà thấy đánh cái này nó hoàn thành mất khoảng tầm 1 đến 2 tiếng hoàn thành xong cái nhiệm vụ ở một cái map xu hướng ấy. Thế đó lý do vì sao nếu không quay video rất là ngại đánh cái này. Để đánh cái này mất thời gian lắm. Để không may đánh nhầm phát đánh lại rất là lâu ấy, thì đó lý do vì sao đánh nó không khó đâu, quan trọng là rất là ngại đánh. Để đánh hơi mất thời gian một chút. Nói chung hôm nay kiểu đánh trong giờ đêm cho thoải mái, còn ban ngày ngại đánh cái này lắm. Đánh cũng hay nhưng mà quan trọng là mất thời gian nó ngại. Đánh như cơ bản với sức mạnh hiện tại chúng đa phần là win hết thôi, không vấn đề quá khó đâu. Chỉ hơi lâu. Sẽ đánh lại lần nữa để hoàn thành thành tựu nhá. Sao rồi đánh lỗi quá. Sẽ đánh lại. Con này không để thuyền ở vị trí ấy nhá. Keep qua cái này đi. Bỏ vị trí đi nhá, xóa thuyền này đi nhá. Cho thuyền này xuống vị trí dưới này nhá. Đây sẽ đi di chuyển từ vị trí cuối này sẽ an toàn rất là nhiều này. Bắt đầu tác chiến nhá. Bởi nếu mình đi sớm quá với thuyền này mấy con này đi gần nhau quá không đánh không được. Bây giờ đánh lần lượt lên từ từ, cứ đi từ từ, di chuyển từ từ thôi. Cứ di chuyển từ từ chỗ này xem địch đi thế nào đó nhé. Cho địch đánh đứng tản ra bớt một tí rồi sẽ đánh hơn tí. Để sao mình giữ cho mấy cái thuyền này đều giữ hai đạn nhỉ? Bây giờ đơn giản thôi. Thì bây giờ xem nào. Mình không dạy gì cho thuyền này, à không, bây giờ cho xuống dưới cũng được nhỉ. Không, ví dụ bây giờ cứ đánh cái này. Kéo phát xuống đây được không nhỉ? Cần gì có cho thì này đánh cái con này trước nhỉ? Cứ đánh gần trước nhá. Đánh gần trước đi.
Nói chung mình nghĩ là giờ đi gần gần sát nhau này đánh dễ hơn rất là nhiều. Tao đánh tiếp con này nhỉ, đánh tiếp con này. Nhưng chắc là đảo thuyền này lên nhá. Thôi có để luôn thuyền này đánh luôn thì được. Thì thuyền kia còn một đạn, thì cứ đánh trúng mình cũng không chết được. Mình còn một đạn không nhỉ. Như vậy đánh nốt với thuyền còn lại là xong. Nó rất là đơn giản, nó nhẹ nhàng rất là nhiều nhé. Thuyền này nhẹ nhàng đi lên tí đi. Nhịp sau đánh trúng thuyền này mình cũng còn đạn nhỉ. Thuyền này đi, có cái chung phạm vi mấy cái này đi khá là hẹp này, tôi cũng không sợ đánh trúng mình. Giờ có thể nhiệm vụ thuyền này có nhiều hết đạn nhưng có thể đảo thuyền này lên trên đúng không nhỉ? Như vậy xong nhiệm vụ thuyền kia rồi, bây giờ phong tả đánh nốt đến đích từ xong thôi. Đi thuyền nào nhanh hơn nhỉ? Thực ra thì thuyền nào đánh đường, thuyền nào đánh như nhau thôi. Thôi đánh thuyền này đến trước đi rồi. Chứ bây giờ phong tả đi hoàn thành nhiệm vụ thôi. Và thế đi kiểu này hoàn toàn này đánh được đủ 4 lần tấn công phủ đầu nhé. Nói chung có thể đi một phát xong luôn nhé. Rồi phát trước mình đi lỗi không tính nhé. Rồi đi kiểu này mà thấy hoàn toàn để vừa được 4 lần tấn công phủ đầu, vừa có thể được luôn chiến thắng cùng xuất lưu luôn nhỉ. Nên đi cái này một phát xong luôn được. Rồi phát kia mình đi lỗi phải đi thành 2 lần. Còn nếu bạn nào đi sau thì đi theo lần này thì thành thành công luôn. Không đỡ mất công đi nhiều lần. Bây giờ cái con cuối cùng là con đứng yên thì mình đánh nốt con cuối cùng như là đánh phủ đầu luôn. Như vậy đủ 4 lần luôn. Để đảo vị trí hai con này cho nhau thì coi như tấn công phát nữa là đủ 4 lần phủ đầu nhé. Và hoàn thành không rút lui nhé. Cho cái này đánh nốt con này xong nhé. Như vậy đánh phát xong luôn nhé. I wish I had a little more time.
Ok, hoàn thành tiếp nhá, tiếp tục xem đến cửa tiếp theo nào. Cửa này anh tiêu diệt không rút lui bốn đoàn tấn công phủ đầu, nó vẫn thế nhá. Nói chung hôm nay làm quen toàn nhiệm vụ này thôi. Giờ này xem xét cái việc là có nên đánh ô tấn công, nhưng nãy bị quả tấn công hơi nhục đấy. Thì ra trong phát này xem xét một tí nào. Còn trường hợp này chắc là để ô tấn công không xa, để nó đứng cách xa mình chút mà. Thôi cái để tấn công xuống ô này cho chéo bên này, chéo bên này cũng như nhau, cho một bừa một chỗ chéo đi, một chỗ ở giữa hình chữ nhật đi. Rồi tấn công nhá, ở đây địch có bao nhiêu con, đôi 4, 5, nói chung thoải mái rồi, 3 thuyền đủ rồi, cũng chả cần thiết phải nhờ đồng đội làm gì. Bây giờ sao đánh nhờ, tiêu diệt kẻ địch mà không rút lui và bốn đòn tấn công phủ đầu. Như vậy trong trường hợp này có lẽ là tỷ lệ cao sẽ nên là chắc cho thuyền này lên đây, chắc trong đảo thuyền này lên tiếp đánh tiếp. Thôi thuyền này chéo ra này tí. Còn mình đảo thuyền này lên đây tí, cho nó lùi sang tí. Đi kiểu gì cho tiện nhỉ. Nói chung nên cách địch một chút cho địch di chuyển ô đánh mình, mình đánh ra rồi. Nói chung nếu mình lên thẳng ở đây ấy, thì địch sẽ đánh mình nhịp sau ấy. Bây giờ muốn đánh 4 đòn phủ đầu đúng không nhỉ, thì đây này lùi xong ô đi. Tiếp tục bây giờ muốn cho thuyền này đánh sớm đúng không nhỉ. Ở vị trí này sẽ ra địch khá là nhiều này. Ở đây là tiêu diệt boss là sẽ thắng không nhỉ. Vậy như vậy chúng ta đánh 4 đòn phủ đầu cho tiêu diệt boss. Con này cũng di chuyển rồi. Như vậy trước mắt giờ sẽ giết con này trước nhá. Cho thuyền này, cho thuyền này lên trên này một tí đi. Xong đảo vị trí hai thuyền này nhau nhỉ. À chết tiệt. Chơi phát này ngu rồi. Không đảo vị trí à. Cái này chơi hơi dại nhỉ. Đây mất đi một đòn phủ đầu rồi. Như vậy chắc bây giờ bắt buộc phải cho thuyền này ở đây thôi, không cách nào khác không nhỉ. Thôi nếu phát sau, không cái giờ lỡ đi rồi phải đánh tiếp rồi. Phát này nhầm lẫn xui xẻo quá. Chưa thì mất một đòn tấn công phủ đầu. Nhưng mà giao địch vẫn còn đủ, vẫn đủ 4 đòn, nhưng quan trọng là không biết đánh được không nữa. Thôi kệ, đánh thử xong phát này thì tính tiếp nhỉ. Nói chung thì đi nhầm rồi kệ, đánh tiếp thôi. Không được thì làm, không được thì làm nhiệm vụ khác trước, không làm cái này sau. Chung đi toàn đi nhầm rồi, toàn đi nhầm một số nước. Nói chung là game kiểu đánh cờ, tính toán sai tí là đi lại rất là khổ. Còn có 30 giây ở thuyền địch vẫn chưa chết này. Đừng nói bắt này thuyền mình không đủ mạnh nhé. Nếu mà thuyền không đủ mạnh nó rách việc đấy. Thuyền này có vẻ không đủ mạnh rồi, trời ơi chết tôi rồi. Đánh này không kịp rồi. Thuyền này nó còn thua mới chết chứ. Lâu lắm thấy phát thua trong map, lâu lắm thấy thua phát trong map nhỉ.
Phát này học rồi, phát này thuyền không đủ mạnh rồi. Ôi nhục vãi ra. Lần đầu tiên mình thua trong map đấy. Lần đầu tiên mình mới thua trong map đấy. Ok, phát này hỏng rồi, phát này hỏng rồi. Vỡ trận rồi. Trời ơi, tức thế nhỉ. Thôi này, bắt buộc đánh 4 đòn phủ đầu thôi. Bây giờ địch tiêu diệt cái địch không rút lui thì hỏng rồi. Thuyền chết 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 thuyền mới nhục chứ. Ok đi, nói chung bây giờ quay về vấn đề tiếp theo, đánh đánh cái này đã. Cứ đánh đã tính tiếp. Không thể ngờ đã chết địch rồi. Chết là đi xây đội hình đấy, cũng đau đầu đấy. Tưởng không chết địch thì ngon ăn, chứ còn nếu mà bị địch giết chết rồi là đi xây đội hình. Team này đánh thì khỏe vãi ra, team kia thì chết nhanh thế không biết được. Khổ thế không biết được. Con này đánh tiếp con này nhé. Bây giờ lấy 4 đòn phủ đầu trước nhé. Đây xử lý 4 đòn phủ đầu trước. Như vậy ở đầu video nói là đánh cái này không thể thua ở đâu, cái này xin lỗi rút lại lời nói nhá. Bây giờ đánh bắt đầu có thể bị thua đấy. Thì tất nhiên điều chỉnh lại tướng chắc nó đánh được thôi, nhưng quan trọng là nó hãy đánh vừa thua phát. Mấy cái cay đâm ra làm một lâu nữa. Đang đánh cố mà cuối cùng sau thua phát thuyền là cay lắm. Đánh chút không rút lui mà thuận mà để chết thuyền là coi như là thua luôn. Rất là khổ thế cơ. Win thì vẫn win rồi, không được full thành tựu. Mục tiêu video này làm full thành tựu thì ra nói chung đánh lại. Rất là khổ thế đấy. Thì chủ yếu là do cái thuyền 3 view yếu quá thôi, còn thuyền 1, thuyền 2 đánh vẫn ổn nhé. Thuyền 1, thuyền 2 đánh chả vấn đề gì cả. Mỗi cái thuyền 3 đánh hơi yếu. Thế là điều chỉnh cái thuyền 3 một chút nhé. Mỗi chả bây giờ không biết có tướng nào điều chỉnh không. Các bạn bạn hơi hơi căng dưới một tí. Cái vị trí này ra quái liên tục nhé. Chỗ này ra quái liên tục nhé. Nên là nếu mình đánh không nhanh thì quái ra liên tục cũng mệt đấy. Bây giờ cách nào hay nhất bây giờ nhỉ? Bây giờ tự nhiên chết mất cái thuyền, chúng ta đánh kiểu gì cũng dở cơ. Giờ đánh kiểu gì cũng tỷ lệ hết đạn rất là cao. Giờ nếu mình đánh chéo phát nhá, nếu chéo đánh trúng cái này thì hết đạn nhá, chả làm gì đúng không nhỉ. Nói chung vẫn đánh xong hai cái này chung hết đạn. Hết đạn nhưng phát này chung chả làm gì. Nói chung bây giờ chỉ có cách là suy xuống nạp đạn thôi. Suy xuống nạp đạn thôi. Đây là cách duy nhất thôi. Thì bây giờ nếu mình không nạp đạn lên thì chả làm gì được. Nạp thêm chút đạn đi thì mới đủ sức mà đánh được mấy con này. Nhưng nếu không nạp đạn thì không đánh được. Thôi cho cái thuyền này đánh giết con này đi. Nhưng nếu phát sau sẽ giết chết thì con này đi lên nhỉ. Thì chắc là đứng yên như vậy trong chờ, nhưng mà nó lại nhả thêm con nữa cũng mệt nhỉ. Nói chung bác kết thúc lượt này đã xem thế nào. Nói chung bác này đánh hơi nát này, nó rất là phiền thế này luôn. Rồi giờ thì mình sẽ kết liễu con này. Rồi, cho con này đánh chết con này trước đi. Sau cho con này giết chết con này đi. Như vậy cũng hết đạn nhỉ, con này dư một đạn. Không có trọng đi đến đích thì hơi lâu nhỉ. Một chắc giết con này trước, đứng ở vị trí này cho nó khỏi nhả thêm tướng đi đã. Rồi cho con này đánh chết con này trước nhé. Bây giờ con này phạm vi đi quá hẹp ấy, đánh cố trận này hơi phí. Thế giờ mất tí vàng vĩnh cửu rồi, chả lẽ không đánh nốt cho xong. Cái đánh quả này là hơi khổ rồi. Cái nhất với vụ chết tướng rồi, đúng nhất với vụ chết tướng. Đánh kiểu này kiểu gì cũng thua nhỉ. Bây giờ đánh này cũng đánh đi phạm vi hẹp này, đánh cho mấy phát là chết. Kéo phải cho thua luôn cho nhanh, cho thua luôn cho đánh lại cho nhanh hơn. Bây giờ đánh cố này cảm giác đánh mãi cũng chẳng thắng được đâu. Trừ khi là dùng kim cương sửa sửa thêm thuyền ấy.
nhưng mà cho đây mục tiêu là hoàn thành full thành tựu thì chả ham hố dùng kim cương, để dùng kim cương rồi không hoàn thành thành tựu cũng chả đẹp gì. Thế là có lẽ nên đánh lại cửa này, nên đánh lại cửa này. Nó lại mọc thêm tướng này cũng mệt nhỉ. Con phát này cho thua nhỉ. Con này chỗ nào chỗ này có chỗ nào thoát ra không nhỉ? Mình sẽ bỏ qua đánh lại nhưng vì phát này chưa được. Bây giờ sẽ vào trong này điều chỉnh một chút cái đội hình nhé. Rồi ở đây mình sẽ vào trong chỗ tiểu đội mình điều chỉnh một chút đi. Bây giờ cái thuyền này hai thuyền đầu thật là ok rồi nhưng cũng không muốn sửa lắm. Bây giờ tiếp tục xem thuyền 3 đang chơi tướng gì nào. Giờ tướng đâu có yếu lắm đâu. À cũng hơi yếu mà. Nó khi quăng. À đây thuyền 4 thì khỏe hơn thuyền 3. Tính ra thuyền 4 thì khỏe hơn thuyền 3 đấy. Thuyền 4 mình có khi quăng level 100 Giang Hai Rim này. Vậy chắc dùng thuyền 4 nhưng mà sẽ đổi tướng thuyền 4 sang thuyền 3 nhá. Để sẽ điều chỉnh chút nhá. Rồi sẽ kích vào đây này. Mình sẽ bỏ hết tất cả tướng này ra nhá. Mình bỏ đốt tướng bên này ra. Mình thay lại tí nhá. Có trọng mình giữ cái thuyền này lại đi phạm vi cho rộng ấy. Thế ra mình cho tướng ngon sang bên này nhá. Ví dụ con này sở cái bộ này quá là khỏe nữa. Còn lúc nãy mình để kia nó hơi đuối thôi. Bây giờ để đá, mấy tướng này thì khỏe lắm. Đây cho thêm mấy con này luôn đi. Mấy con này nói chung con này hào được. Nói chung mấy con này cho chơi con bơm máu đi. Hai con bơm máu có thừa không nhỉ? Hay cho con này vừa đam vừa bơm máu. Nói phứa phứa thì nói chung đội hình nói chung vứt bừa cái này thì cũng chả quan trọng đâu. Đây, mình nghĩ mày sẽ đủ sức mạnh đánh nhá. Xong quay trở về à đây, quay trở về tác chiến nhá, đánh tiếp nhá. Đánh nốt cho xong cái này đi. Ồ còn mấy cái nữa chưa mở, đánh lâu quá nhỉ. Phát này sẽ làm lại nhá. Thuyền tấn công xuống đây này, thuyền đi chéo ở đây này, con thuyền chữ nhật ở giữa này. Cái phát này mình đã mạnh hơn rất nhiều, chắc là ok đấy. Bây giờ sao di chuyển sao tiện nhỉ? Bây giờ ví dụ cho cái thuyền này lên đây tí chứ. Để chéo đây thì này đứng gần đây tí. Hoặc là không cứ để nguyên thuyền này ở đây đi, vẫn để nguyên thuyền này ở đây đi. Cho thuyền này lên đây tí, thuyền này nhảy lên đánh tiếp vào xong nhỉ. Đây cho thuyền này lên trước đi. Cho thuyền này đảo vị trí thuyền này đi. Cho thuyền này đánh phát này xong rồi, xong phát đầu tiên này. Thuyền này cho ra đảo vị trí thuyền này chắc có cần đảo không nhỉ? Không, mình chờ tiến lên một nhịp đánh được, chẳng thiết phải đảo vị trí đâu. Kết thúc đợt 1 nhé. Nó sẽ mọc thêm một con ở cái chỗ vị trí này. Lại chui xuống đây à? À, lại di chuyển chỗ này à? Cắt nhỉ, nó di chuyển cái này thì quay nhỉ. Thuyền này mất một đạn rồi. Hơi khoai, chơi quả này hơi khoai đấy. Nếu mình lùi xuống thì rút lui không nhỉ? Lùi đi cho thuyền này lên trên trước này. Chắc phải chơi trò này thôi, mình sẽ đảo vị trí thuyền này lên cho chặn chỗ giữa này trước đi. Nhưng không cũng không được nhỉ, có hai viên đạn. Chặn chỗ đấy không ổn nhỉ. Trước mắt giờ chắc mình đảo vị trí hai thuyền này cho nhau trước nhỉ. Hay để thuyền này đánh lên phát thì
từ 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 nghĩ lại tí nhá. Vì này bây giờ còn một đạn, nếu bây giờ mình đánh lên con này thì con này sẽ nhảy xuống. À con này nó vừa nhảy xuống đây nhỉ, nhưng mà nhịp sau sẽ nhảy xuống thì có cứu kịp nhỉ? Không cứu kịp thì vẫn chết, mà chết thì như không là tính là rút lui rồi. Như vậy chắc phải đảo thuyền hai thuyền này cho nhau rút được hai đạn thì may ra sống được, hai đạn thì may ra sống được. Thế nếu để một đạn có vẻ tỷ lệ chết hơi cao. Giờ cho thuyền này đánh một phát ở giữa chứ, hay đánh con này đánh ở giữa nhỉ, đánh ở giữa trước đi, xong cái thuyền kia đánh bồi. Ui khó nhỉ, chú đánh kiểu gì cho tiện nhỉ. Hay tiêu diệt cái đấy không rút lui, mình làm cái đấy trước rồi mình đánh phủ đầu sau nhỉ. Bây giờ đánh phát đến luôn boss rồi phát là xong luôn này. Là tiêu diệt kẻ địch mà không rút lui, sao mình làm cái nhiệm vụ kia sau ấy lại hay hơn nhỉ. Chứ bây giờ mình đánh kiểu này hơi mất thời gian đấy. Tao bảo mình sợ hết đạn thôi, mình sợ hết đạn thôi. Không cứ để đánh phát đây đi, sợ quá ấy. Nó hơi đau đầu một tí. Giờ muốn làm luôn cho một nhịp nó hơi đau đầu hơn, còn nếu mà làm thì hai nhịp kia thì nó nhẹ nhàng hơn. Ta muốn níu kéo cho được phát xong luôn thôi. Không được phát xong luôn thì đánh thì hai nhịp. Thấy một điều, sau khi mình thay tướng cái thuyền 3 rồi, thuyền 3 mình mạnh lên rất là nhiều nhé. Lúc trước là do mình chưa thay tướng nó rất là yếu đâu. Chắc mình giữ nguyên được vị trí này đã đi, giữ nguyên vị trí này đã. Kết thúc đi. Này nhảy xuống nhìn thì vẫn còn đạn, vẫn sống được nhỉ. Rất là mạnh, đội hình rất là mạnh nhé. Quan trọng là lúc trước mình để sai đội hình thôi, chứ không phải là do vấn đề mình yếu hơn so với map đâu. Mình vẫn rất là mạnh hơn so với map nhé, rồi mình để sai đội hình thôi. Trường hợp này mình nên đảo chỗ hai thuyền này cho nhau, xong mình đánh phủ đầu lên xong nhé. Như vậy đánh được 2/4 thì mình nghĩ là đảo thuyền này lên là ok này, có thể hoàn thành luôn trong một nhịp đấy. Rồi thuyền này đánh con này trước, xong đánh nữa con boss cuối cùng là xong. Như vậy đánh được cả vừa bốn đòn tấn công phủ đầu, vừa được tiêu diệt cả địch không rút lui ý. Làm phát được luôn hai cái trong một lần đánh nhé. Như vậy nói chung là vẫn hoàn thành luôn nhé, vẫn hoàn thành luôn được nhé. Tất nhiên là hơi lằng nhằng một tí nhưng mà vẫn hoàn thành được luôn. Đây thì này còn nguyên hai đạn bánh nốt hai con là hết hai đạn là vừa, nhưng mà vẫn xử lý được. And the pain that you're feeling gradually fades away, cause growing up, falling in love, giving your all might not be enough, just trust your head. Giờ sẽ kết thúc lượt này, đánh nốt phát nữa kết thúc nhá. Đây cho này đánh lên phát nữa là xong này. Như vậy ở đây hoàn thành luôn cả hai thành tựu cùng lúc nhá.
Ok, ép rồi nhé. Cái cuối cùng là cốt truyện thì ấn phát xong rồi nhận là 50 kim cương ngon ăn nhá. Nói chung cái này chỉ đơn giản là nhận kim cương thôi, rất là nhẹ nhàng thôi. Nói chung tính ra đi cái map này kiếm được nhiều kim cương phết nhỉ. Đây ăn 50 kim cương ngon lành đúng không nhỉ. Nói chung hiện tại giờ đi xong hai map đầu mất khoảng tầm gần 2 tiếng rồi, có lẽ là video đầu tiên chắc mình chia nhiều phần nhỏ nhá. Mình đi hết cái phần thường xong đi theo mức độ khó, xong rồi video khai mức độ khó, tuy nhiên một điều thấy nó dài quá thì chắc là chia nhỏ thôi. Thì chắc video đầu đi 1 với 2 nhá. Video sau đi tầm 3-4-5 nhé, video sau nữa đi khoảng tầm 1-2 khó, video sau lại 3-4-5 khó nhé. Chứ bây giờ nếu đi luôn sợ nó dài quá mọi người xem hơi nản đúng không nhỉ. Thì có lẽ tạm thời mình kết thúc video ở đây nhé. Thì nói chung là nếu mọi người thấy video hữu ích cho bạn đừng quên like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình nhé. Còn phần các phần sau thì đi tiếp trong các phần sau nhé. Còn bây giờ kết thúc video ở đây nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong các video phần sau nhé. Xin chào mọi người nhé, xin chào nhé.